Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với story tóm tắt Mushoku Tensei. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, sau sự cố vụ nổ ma pháp, Rudy cùng Eris đã bị dịch chuyển đến ma đại lục dưới sự hỗ trợ của Rujik, một quỷ nhân của tộc Supat. Cả nhóm đã quyết định khởi hành đến lục địa Milis, cầu nối giữa nhân giới và lục địa quỷ, nơi có thể giúp Rudy và Eris trở về nhân giới. Để rồi thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, một năm trôi qua, nhóm của Rudeus cuối cùng cũng tới được thành phố cảng để đi tàu sang lục địa Milis. Tuy nhiên rắc rối lại bất chợt ập đến vì để tránh nguy cơ khủng bố do tộc Supat gây ra, người ta đã ban ra một luật lệ rằng giá vé đi thuyền là 200 đồng tiền lục khoáng cho một người Supat, tức gấp 400 lần người thường và bằng khoảng vài chục cái nhiệm vụ hạng S cộng lại. Đây là số tiền rất lớn và nhóm Rudy đương nhiên không thể kiếm nó trong một sớm một chiều, thế nên cả nhóm đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tối hôm đó Rudy nằm mơ và vô tình gặp lại Hitogami. Hắn đưa ra lời khuyên rằng cậu hãy thu mua thực phẩm ở các quầy hàng rồi đi qua đường hẻm vào sáng hôm sau. Dù không hiểu gì nhưng Rudy vẫn làm theo và vô tình gặp một kẻ ăn xin cực kỳ phiền toái. Sau khi ăn hết đống thức ăn, tên nhóc đó giới thiệu mình là ma giới đại đế Kishirika rồi cười như đang lên cơn ngáo đá. Tưởng nó bị điên thật nên Rudy cũng hùa theo và được Kishirika tặng cho một ma nhãn có tên là Dự Kiên Nhãn vào mắt phải. Với khả năng nhìn trước tương lai nên trên đường trở về, cậu đã tình cờ cứu một người đàn ông khỏi một chiếc bình hoa rơi trúng đầu. Đây là một chi tiết quan trọng nên hãy nhớ kỹ nhé anh em. Một tuần kể từ ngày hôm đó thì Rudy đã thành thạo trong việc sử dụng ma nhãn. Nói đơn giản thì nó giống như phép thuật vô âm, nên chỉ cần cung cấp ma lực và hướng nhìn là cậu sẽ nhìn trước được một khoảng thời gian ở tương lai. Với khả năng bá đạo đó, Rudeus đã chiến thắng Eris trong trận solo tay đôi và khiến cô trở nên cực kỳ buồn bã. Cơn ảo tưởng sức mạnh bộc phát, Rudy bắt đầu gạ Rujik đánh nhau và sau đó, không còn sau đó nữa, lết thân tàn ma dại về nhà. Cậu xin lỗi Eris vì đã nhận ra sai lầm của mình. Vốn dĩ thì kết quả này có được cũng chỉ do cậu vô tình được tặng ma nhãn. Điều đó hoàn toàn bất công với những nỗ lực tập luyện của cô ấy. Không những thế, mục đích của Rudeus là đưa cô ấy trở về chứ không phải để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy mà đợi đến khi Eris ngủ say thì cậu đã lén ra khỏi nhà nhằm bán cây trượng của mình. Tuy nhiên Rujik đã ngăn cản điều đó. Đúng lúc này người đàn ông được Rudy cứu mạng bất ngờ xuất hiện. Ông ta là Garus Greener, một tên gian thương khá kín tiếng. Để trả ơn cứu mạng, hắn sẽ chở Rujik tới lục địa Milis. Đổi lại thì họ phải giúp hắn giải quyết mớ hàng lậu khi tới cảng chân. Dù người thấy rõ mùi mờ ám nhưng nhóm của Rudeus cũng chấp nhận lời đề nghị vì đây là cách duy nhất giải quyết được mọi chuyện. Cùng thời điểm đó thì nhóm của Rushi cũng đang có mặt tại thành phố cảng này. Họ vẫn đang giáo diết tìm kiếm Rudy khi Rushi thu thập thông tin ở bên ngoài. Tahan thì hỏi người trong quán nhậu, còn Elina Lai do làm manh mối khi lên giường với trai lạ. Nhưng đến cùng họ vẫn chẳng có thêm thông tin gì ngoài việc nghe ngóng được một nhóm mạo hiểm giả có tên là Dead End đang làm mưa làm gió trong suốt một năm trở lại đây. Sau khi sử dụng phương pháp loại trừ rằng Janice từng là mạo hiểm giả cấp S và Rudeus là một thiên tài nên tỷ lệ sống sót của họ sẽ cao hơn. Lúc này cả nhóm quyết định ưu tiên tìm hai mẹ con là Lydia và Aisa trước. Trở về với Rudy, thực tại trước mắt trái ngược hoàn toàn với những hoang tưởng mà một thằng weebu như cậu nghĩ ra. Kịch bản chuyến tàu gặp sự cố rồi khiến cả cậu cùng Eris lạc trên hoang đảo đã nhanh chóng kết thúc khi Eris vì bị say sóng mà nôn mửa liên tục, dẫn đến việc cậu phải liên tục sử dụng phép thuật chữa trị cho cô nàng. Sau khi tàu cập bến, Rudeus để Eris nằm nghỉ ngơi, còn cậu thì tới chỗ bọn buôn lậu nhằm tìm kiếm Rujik. Tại đây, Rujik đã giết sạch bọn buôn lậu vì chúng dám bắt cóc trẻ con tộc người thú, thậm chí chúng còn giết một đứa trẻ nữa. Trên đường rời khỏi chỗ đó thì bọn nhóc nhớ rằng vẫn còn một con chó chưa được giải cứu. Giờ đến việc Rudy phải vào trong một lần nữa. Sau khi phá vỡ kết giới, Rudeus cùng con chó đùa giỡn với nhau và bất ngờ bị một anh người thú cao to đen hôi ốp sọt rồi bắt về làng. Những ngày sau đó, Rudy sống trong cảnh ăn cơm chính phủ, ngủ có người canh và không chút mảnh vải che thân giữa thiên nhiên hoang dã. 5 ngày kể từ thời điểm ấy, Rudeus mới có người bầu bạn. Hắn là Giz, một thanh niên chơi bạc bịp để rồi bị bắt vào đây. Vì là kẻ vào trước nên dù là người nhỏ tuổi hơn nhưng Rudy vẫn tự xưng mình là senpai và được Giz chấp nhận điều đó. Vài ngày nữa trôi qua và hai người càng trở nên thân thiết với nhau hơn. Đôi lúc này thì khu rừng bỗng dưng bốc cháy dữ dội và người canh gác cũng biến mất. Sau khi rời khỏi phòng giam, Rudeus mới nhận ra tộc người thú đang giao chiến với bọn bắt cóc. Dù khá cay cú vì bị bất oan nhưng cậu cũng chẳng thể thay chết mà không cứu. Và thế là chỉ bằng một chiêu thức, Rudy đã dập tắt đám cháy rồi phối hợp với các chiến binh người thú đảo chiều trận chiến. Kẻ chủ mưu của bọn bắt cóc cũng xuất hiện, không ai khác, hắn chính là Garus, tên thương nhân từng được Rudy cứu mạng. Điều đáng bận tâm lúc này là Garus đã đạt đến trình độ Bắc Thánh, tức là nếu xét về lý thuyết thì hắn ta là kẻ mạnh nhất ở đây. Nhưng đó chẳng qua chỉ là lý thuyết, vì khi thực hành thì nội tại nhân vật chính sẽ luôn được bộc phát. Chính vì vậy mà dù có chút chảy ra chóc vảy, nhưng đến cuối cùng thì Rudeus cũng hạ gục hắn ta thành công. Ngày hôm sau, Rudy tỉnh giấc và gặp lại bộ đôi Eris, Rujik sau bao ngày xa cách. Tại đây họ kể lại toàn bộ quá trình trong lúc cậu vắng mặt. Hóa ra, Rujik cũng bị hiểu lầm giống với Rudeus, dẫn đến việc phải mất một khoảng thời gian khá lâu thì anh mới sáng hoa, rồi cùng với bọn họ đánh bại bọn bắt cóc. Gác lại chuyện đó sang một bên, với dòng máu Boreas Gradrat chảy trong huyết quản, Eris cực kỳ phấn khích khi cô đang ở trong làng của tộc người thú.
Thậm chí Aerys còn muốn kể lại cho ông nội nghe về trải nghiệm này, nhưng chớ trêu thay, ở kinh đô thì Sauros, ông nội của Aerys đã bị triều đình tử hình vì tội không đưa ra phương án đúng đắn để giải quyết đại thảm họa. Phần lãnh thổ Phytoa giờ đây sẽ được chuyển giao cho Darius, một vị quan quyền lực nhất triều đình và cũng là kẻ đổ tội lên người Sauros. Trở về với nhóm của Rudeus thì họ quyết định ở lại làng thú nhân cho đến hết mùa mưa. Tại đây, Aerys đã kết thân với Minitona, con gái của Ghaes, thanh niên đã bắt Rudy về làng. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn cực kỳ êm đẹp cho đến khi Ghaes nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Aerys, thứ được Grisland tặng trong lần sinh nhật 10 tuổi. Hóa ra Grisland là em gái của Ghaes, đồng thời thì cô cũng là nỗi nhục lớn nhất của gia tộc vì dám rời làng, rũ bỏ trách nhiệm bảo vệ đại xâm lâm và thánh thú. Con chó suốt ngày đi theo Rudeus. Chính vì lý do này mà Ghaes liền bắt Minitona tránh xa Aerys vì cô là đệ tử của Grisland. Quá bất bình trước hành động đó, Aerys đuổi theo và bày tỏ nỗi lòng của mình. Rudy cũng phụ họa thêm và một phần nào đó làm Ghaes nguôi giận. Ngày hôm sau, Minitona nhờ Aerys dạy kiếm thuật và được cô nàng chấp thuận. Cứ thế suốt 3 tháng liền, ngày nào Minitona cũng chiến đấu với Aerys, cuộc vui nào cũng có lúc tan. Và trước ngày nhóm Aerys rời khỏi đại xâm lâm thì Minitona đã đánh Aerys vì muốn giữ cô lại. Nghe có vẻ vô lý nhưng cực kỳ không thuyết phục anh em ạ. May mắn thay, đến cuối cùng thì cả hai cũng long hòa với nhau và hẹn ngày gặp lại. Ngày rời làng cũng đến, nhóm Rudy ra đi dưới những lời chúc tốt đẹp của dân làng. Ghaes cũng vượt ngục rồi lao lên xe để đi nhờ cuộc hành trình. Thời gian trôi nhanh như cái sừng mọc trên đầu của thằng Edith. Thoáng chốc thì Rudy đã tới Millicent, thủ đô của thánh quốc Milis. Trước khi vào thành thì Ghaes bất ngờ từ giã mọi người, dẫn đến số lượng thành viên trở về con số 3 như lúc ban đầu. Tối hôm đó, Rudy lập kế hoạch ở lại một thời gian để kiếm tiền, đồng thời tiếp tục nhiệm vụ khôi phục danh dự cho tộc Sopas. Nói đơn giản thì sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, họ sẽ tiết lộ thân phận của Rojek rồi tặng một bức tượng khắc họa hình ảnh của Rojek cho người đó. Thứ này sẽ được coi như bùa hộ mệnh. Sáng hôm sau, Aerys cùng Rojek ra ngoài thảo phạt Goblin, còn Rudeus thì viết thư gửi về cho gia đình. Đang trong lúc bí văn thì cậu bất chợt nhìn thấy cảnh bắt cóc nên đã đuổi theo tới tận sao huyệt của bọn chúng. Một vài tình huống khó đỡ diễn ra. Đến cùng thì Rudy quyết định đội quần chip để che mặt rồi lao vào đánh nhau giải cứu con tin. Thế nhưng bất ngờ thay, thủ lĩnh của bọn chúng lại chính là Paul, người cha mà cậu đã không gặp trong suốt vài năm. Nhận thấy rõ vẻ tiêu tụy của Paul nên Rudy đã cố nói theo cách vui vẻ nhất có thể. Nhưng chớ trêu ở chỗ nó lại phản tác dụng rồi khiến Paul càng lúc càng trở nên điên tiết hơn. Anh ta đã mắng Rudy là người vô tâm, từ đó cuộc cãi vã của hai cha con diễn ra. Giận quá mất khôn, Paul đấm con trai văng xuống đất. Nhưng với sự trợ giúp của sự kiên nhẫn, Rudeus nhanh chóng bật lại rồi đánh Paul tới tấp. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Non xông vào rồi lấy thân mình để bảo vệ cho cha. Quá đau lòng, Rudeus quyết định rời đi và nghe Paul nói hết mọi chuyện. Hóa ra không chỉ có một mình cậu bị dịch chuyển, mà toàn bộ người dân ở vùng Phytoa cũng vậy. Gia đình của Rudeus cũng mất tích, trong khi cậu thì lại ung dung đưa Aerys về nhà như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Ở chiều ngược lại thì Paul đã huy động mọi người tìm kiếm những người thất lạc trong suốt chừng ấy năm. Đứa trẻ bọn họ bắt cóc khi nãy cũng thực chất là người dân vùng Phytoa, hiện đã trở thành nô lệ sau sự cố dịch chuyển. Việc bọn họ làm cũng chỉ là giải cứu đứa trẻ mà thôi. Chuyển cảnh về phòng của Rudeus thì lúc này cậu đã cực kỳ tuyệt vọng. Mặc dù Aerys có cố gắng an ủi thì tâm trạng của cậu cũng không thay đổi. Về phần Paul, anh vô tình gặp lại Ghaes, người đồng đội từng hoạt động trong nhóm Hắc Lăng Nha ngày trước. Với sự trợ giúp của Ghaes, Paul nhận ra sai lầm của mình rằng anh đã quá kỳ vọng vào Rudeus. Dẫu thực chất thì cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi. Chính vì vậy mà vào sáng hôm sau, Paul đã cạo râu rồi ăn mặc chỉnh tề như lúc còn ở làng Bonia để đến gặp con trai. Vừa vào trong quán, anh đã bị Aerys ngăn lại. May mắn thay, Rudeus đã lôi Aerys ra ngoài nhằm tạo cơ hội cho Paul nói chuyện với con trai của mình. Sau đó thì Paul xin lỗi Rudeus và hai cha con giảng hòa. Họ ôm nhau, Paul khóc như một đứa trẻ. Giọt nước mắt đó cũng chính là niềm hạnh phúc đầu tiên của người chiến binh sau khoảng thời gian dài tìm kiếm gia đình bị mất tích. Dù mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc, nhưng niềm tin của Paul đã một lần nữa được vực dậy. Sau cuộc đoàn tụ của hai cha con, Rudeus phổ biến kế hoạch mới cho tổ đội. Và ngày mai, họ sẽ rời khỏi thành phố và tiến tới lục địa trung tâm nhờ vào phí đi đường và thư giới thiệu của Paul. Rudy cũng nói thêm về hoàn cảnh của Phytoa cho Aerys nghe, rồi nhận được câu trả lời quả quyết rằng cô đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với mọi thứ, không còn vướng bận gì nữa. Nhóm DTN liền khởi hành vào ngày hôm sau trước sự chứng kiến của Paul và đồng đội. Vì đã nhìn thấy cảnh Rudy đánh Paul, nên bé Non đã giận anh trai mình và không thừa nhận Rudy. Thấy thế, Rujik phải đến xoa đầu cô bảo rằng hãy quý trọng anh em trong nhà. Sau khi cả nhóm đi mất, Ghaes bất ngờ xuất hiện và nói về việc anh sẽ đến Begarit, hiểu được ý định của người đồng đội cũ, nên Paul cũng có thêm động lực để thực hiện kế hoạch mới trong công cuộc tìm kiếm người mất tích. Chuyển cảnh tới nhóm của Rose thì họ vẫn dậm chân tại chỗ ở thành phố cảng. Và một ngày khi trò chuyện cùng với người đồng đội cũ là Noko Para, tức thanh niên người ngựa từng kiếm chuyện với Rudy, thì Rose quyết định về thăm gia đình sau hơn 30 năm xa cách. Để hiểu rõ sự tình hơn thì là Migurd vẫn có một khả năng đặc biệt được gọi là thần giao cách cảm. Chính vì lẽ đó mà bọn họ chỉ nói chuyện với nhau thông qua cách này mà thôi. Tuy nhiên Rosie lại là một trường hợp đặc biệt vì ngay từ khi sinh ra cô đã không có khả năng đó.
dẫn đến việc cô cứ như bị cá lăng tẩy chay vậy. Không những thế, cô lúc nào cũng thấy cha mẹ buồn sâu và nghĩ rằng do mình nên bọn họ mới trở nên như vậy. Và thế là vào 54 tuổi, Rosie bí mật trốn khỏi làng mà không để lại lời nào. Lần đầu thấy mặt con gái sau 30 năm, cha mẹ của Rosie đã cực kỳ mừng rỡ. Tuy nhiên, Rosie lại nói với bọn họ rằng mình sẽ rời đi ngay lập tức. Mẹ của cô đã khóc rất nhiều. Điều đó khiến Rosie nhớ lại khoảng thời gian lúc trước cha mẹ cô đã phải vất vả như thế nào để học rồi dạy cho cô cách sử dụng ma thần ngữ. Kể từ khoảnh khắc ấy, thì Rosie đã nhận ra được tình cảm của cha mẹ dành cho cô lớn đến mức nào. Cùng với giọt nước mắt ướt nhòe trên đôi gò má, Rosie quyết định ở cùng với họ cho đến hết ngày. Sáng hôm sau, cô từ biệt cha mẹ và nhận ra rằng người cô đang tìm kiếm thực chất đã đến đây vào 2 năm trước. Không những thế, Rosie còn sốc khi họ đang ở chung với một tộc nhân Supat, chúng loài mà cô sợ nhất. Trở về với nhóm của Elena Lies, Rosie quyết định tiến đến vùng Tây Bắc lục địa quỷ, nơi mà họ sẽ tìm kiếm Lilia, Aisha và Janet. Việc biết Rudy vẫn còn an toàn đối với cô là quá đủ rồi. Kết thúc tập 18 và Rosie là nhân vật chính thì sang tập 19, mọi sự chú ý đã đổ dồn trở lại vào Rudy. Ngay khi từ những giây phút đầu thì cậu đã được Hitogami chỉ dẫn về chỗ ở của hai mẹ con Lilia. Dù kế hoạch của hắn khá công kênh, nhưng Rudy vẫn chọn cách nói dối với Eris và Rujek rằng cậu nghe được vài nguồn tin về việc gia đình mình hiện đang ở đâu đó trên vương quốc Siron. Sau khi tới đây, Rudy nhờ hai người họ tìm kiếm thêm thông tin, còn mình thì viết một lá thư rồi gửi tới Hoàng Cung. Tiếp theo, Rudy đi vòng vòng xung quanh thành phố để tìm chỗ mà Hitogami cho cậu thấy thông qua giấc mơ. Nhận thấy có ai đó đang bám đuôi, Rudy bỏ chạy và vô tình tới đúng chỗ mà mình đang tìm kiếm. Hóa ra, kẻ bám đuôi cậu lại chính là Aisha, và cô bé thì đang cố chạy trốn khỏi binh lính hoàng gia. Không suy nghĩ nhiều, Rudy nhanh chóng cùng cô bé trốn về chỗ ở của mình cùng đồng bọn. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Rudy nói rằng bản thân là ảnh nguyệt kỵ sĩ vì Hitogami bảo đừng tiết lộ tên thật. Lý do cho điều này cũng được tiết lộ vì Aisha đã biết về những hành động biến thái của cậu, như trộm quần chip của sư phụ để làm thánh vật, nhìn trộm người khác tắm, dình cha mẹ vật lộn, vân vân và mê mây. Ngày hôm sau, một cô gái có tên là Ginger đến từ hoàng gia Siron xuất hiện ở phòng trọ của Rudus để dẫn cậu đi gặp Roshi. Quá tự tin vào bản thân nên cậu đã phạm một sai lầm lớn là chỉ đi một mình, dẫn đến việc bị tên thất hoàng tử Pass lừa vào bẫy. Đây cũng là thứ vốn được tạo ra để giam giữ Roshi. Sau khi rút ra kết luận rằng không được hoàn toàn tin tưởng Hitogami, Rudy hưởng thụ cảm giác ăn cơm chính phủ ngủ có người canh lần thứ hai trong đời. Đó là lúc cậu vô tình gặp được Sabona, đệ tam hoàng tử của vương quốc Siron, đồng thời cũng là một người nghiện chứa tượng nhất Soris. Với việc nói về bức tự hình Rujek và Roshi, Sabona đã nhận ra rằng chàng trai trước mặt mình chính là vị tác giả bí ẩn ấy. Không chần chừ bất cứ giây phút nào, anh ta đã tôn Rudus làm sư phụ, bất chấp việc cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ở một diễn biến khác thì những binh lính hoàng gia nhờ Rujek và Aris giải cứu gia đình bọn họ, những người đã bị hoàng tử Pass bắt giữ nhằm biến họ làm con tin, qua đó chi phối được các binh lính. Rujek nhận lời đi giải cứu con tin, trong khi Aris ngồi tại chỗ và bảo vệ Aisha. Trở lại với Rudius thì cậu nói với Sabona rằng sẽ chấp nhận cho anh ta làm đệ tử nếu có thể giúp cậu thoát khỏi phong ấn. Gặp đúng sở trường, Sabona lập tức rời đi để Lopas đến. Hóa ra vị tam hoàng tử Weibo chính là một trong số ít những kẻ xấu năng lực đặc thù bẩm sinh, hay còn được gọi bằng cái tên sang chảnh hơn là thần tử. Với sức mạnh vật lý siêu khủng mà không thể kiềm chế, nên vào năm 3 tuổi, Sabona đã vô tình bứt đầu đứa em trai, rồi dẫn đến sự ra đời của biệt danh hoàng tử vật đau. Chính vì lẽ đó mà khi thấy Sabona đến phòng của Pass, rất nhiều binh lính đã cố sức ngăn chặn nhưng không tài nào cản nổi. Sau khi trải qua cảm giác sống không bằng chết, Pass buộc phải trả tự do cho Rudy và kết thúc trò bắt giữ con tin của mình. Mọi chuyện êm xuôi khi những binh lính được đoàn tụ với người thân, hai mẹ con Aisha chính thức lấy lại tự do sau những ngày tháng bị nhốt trong cung điện. Hóa ra ngay từ đầu thì binh lính đã có ý định nhờ sự giúp đỡ của Rudy sau khi thấy cậu sử dụng phép thuật vô âm. Nhưng do cậu bị Pass lừa vào bẫy nên họ mới quay xe sang đưa cho Sabona bức tượng và nhờ Rujek lo những việc còn lại. Kết thúc mọi chuyện, Rudy tiễn hai mẹ con Aisha khi họ đến chỗ của Paul. Lilia đưa cho cậu thánh vật và trong đó còn kèm theo món quà do Chifi dành tặng nhân ngày sinh nhật 10 tuổi. Đổi lại thì Rudius cũng tặng cho Aisha miếng băng đeo trán và nhận được kết quả rằng cô bé đã biết cậu là Rudius, tức đứa anh trai biến thái mà cô có số phận phải phục vụ suốt đời. Chuyển sang tập 21 thì Rojek cuối cùng đã công nhận Aris là một chiến sĩ thực thụ. Với niềm vui đó cộng với việc sắp được về tới nhà, Aris đã hăng hái đòi choạng nhau với bất kỳ con xích long nào mình gặp trên đường. Đám này không hề yếu chút nào, người ta đồn rằng những thứ hạng thấp trong thất đại liệt cương cũng có thể thua nếu một mình chiến đấu với chúng đấy anh em ạ. Tại đây thì tớ cũng có một vài lưu ý với anh em là thất đại liệt cương chẳng qua chỉ là một bảng xếp hạng cho ngầu, chứ thực chất thì nó chẳng phải top 7 người mạnh nhất thế giới đâu. Nó được kỹ thần Laplace tạo ra với cơ chế rằng nếu đánh bại người nằm trong top thì bạn sẽ leo lên được vị trí đó. Nói nôm na cho dễ hiểu thì nếu top 1 lẩn trốn để không bị đứa nào khác đánh bại thì hắn vẫn giữ nguyên vị trí top 1 cho đến lúc chết, bất kể những kẻ đứng ở top sau có mạnh như thế nào đi chăng nữa. Thông tin chi tiết thì anh em có thể tham khảo trong video thất đại liệt cường mà tớ có để link bên dưới nhá.
Quay trở lại với nhóm của Rudy thì họ vô tình chạm trán với Long Thần Ostes, thành niên top 2 bảng xếp hạng Thất Đại Liệt Cương. Dù chẳng biết vì lý do gì, nhưng cả Rujic cùng Eris đều cảm thấy kinh hãi trong khi hắn ta lại biết được tên thật của hai người. Dẫu thực chất thì bọn họ chưa từng gặp nhau lần nào. Vì tò mò nên Rudy đã hỏi Ostes vài câu và bất ngờ bị hắn ta tấn công khi cậu nói rằng mình biết về Hitogami. Rujic và Eris đã cố gắng cản lại nhưng nhanh chóng bị đánh đến mức ba má nhìn không ra. Sau khi bị đánh nát phổi, Rudius cố gắng tung đòn đáp trả nhưng Ostes vẫn bình an vô sự. Dĩ nhiên là những đòn tấn công tiếp theo cũng như vậy. Mọi chuyện kết thúc khi Ostes tặng cho Rudius vé vào câu lạc bộ The Nerd với những thành viên tiêu biểu như Ace và Rengoku bằng một cú đâm nhẹ nhàng. Qua đó kết thúc cuộc đời của thanh niên dù sống hai kiếp nhưng chưa được mất xin lần nào. Mở mắt và nhìn thấy hình dáng của mình ở kiếp trước, Rudy cùng Hitogami cùng trò chuyện với nhau. Tại đây cậu biết được rằng Ostes mang trên người tới tận 4 lời nguyền và trong đó có cái khiến mọi sinh vật sống cảm thấy sợ hãi hoặc tức giận khi tiếp xúc với hắn. Việc Rudy có thể miễn nhiễm với lời nguyền đó cũng là vì cậu đến từ thế giới khác. Ngoài ra thì thứ đem lại tính xấu của tộc Supas cũng chính là một lời nguyền và nó được tạo ra do việc Laplace truyền lời nguyền đó vào cây thương rồi đẩy nó sang cho tộc Supas sử dụng. Sau khi biết thêm vài thông tin khác như nhờ cậu mà lời nguyền của tộc Supas ngày càng yếu hay Ostes là kẻ mạnh nhất thế giới, Rudy tỉnh dậy và nhận ra mình vẫn còn sống. Dấu tích The Nerd đã được Ostes chữa trị nhờ vào việc cô gái bên cạnh Ostes bảo hắn làm gì đó. Chuyện dữ qua đi, tối hôm đó Rudy kể về Hitogami và lời nguyền của tộc Supas cho Rujic nghe. Biết rằng mọi cố gắng để xóa đi tính xấu của bộ tộc dần có kết quả, Rujic đã hạnh phúc đến mức rơi nước mắt. Những ngày tiếp theo, Rudy cố gắng luyện tập phép thuật có khả năng vội hóa phép thuật của kẻ khác nhằm có cách để chạy thoát nếu vô tình gặp lại Ostes trong tương lai. Chứng kiến điều đó, Eris đã ôm Rudy, trong khi vẻ mặt của cô lộ rõ sự buồn bã. Chẳng biết Eris nghĩ gì, nhưng có vẻ như tác giả muốn đây là tập phim buồn nhất của Eris khi cô và Rudy buộc phải tạm biệt Rujic vì anh đã hoàn thành nhiệm vụ hộ tống hai đứa trẻ về nhà. Dưới vẻ hoang tàn của làng Buena, một vùng đất đã từng rất xinh đẹp và là nơi Rudius được sinh ra, Rujic nói lời cảm ơn vì nhờ có cậu mà anh mới học được cách hành xử đúng đắn, đồng thời được tộc người thú chấp nhận do họ biết anh là người của tộc Supas. Và quan trọng hơn cả là lời nguyền của bộ tộc đã dần trở nên phai nhạt. Trong suốt hơn 400 năm qua, Rujic chỉ dậm chân tại chỗ. Chỉ từ ngày gặp Rudy và Eris vào 2 năm trước thì anh mới có thể bước tiếp trên chuyến hành trình của mình. Thay cho mọi cảm xúc được dồn nén, Rujic xin cho anh xem hai đứa trẻ này là con của mình một lần cuối rồi xoa đầu bọn họ. Eris đã khóc rất nhiều và đây cũng là lần mà cô buồn nhất kể từ khi xuất hiện trên series. Sau lời chào tạm biệt, cả hai về tới nhà của Eris. Tại đây họ đã gặp lại Gisland và biết được rằng cả cha mẹ lẫn ông nội của Eris đã qua đời. Chưa dừng lại đó, vị quản gia còn bảo Eris hãy làm vợ lẽ của lãnh chúa Paimon Notus Greyrat nhằm bảo toàn vị thế cho gia tộc Boreas. Dành cho anh em nào tò mò thì hắn là một trong hai kẻ chủ mưu trong việc tử hình ông nội của Eris. Đồng thời thì hắn cũng là em trai của Paul và là cha của Luke. Thanh niên sau này sẽ xuất hiện rất nhiều trong mạch truyện chính. Trở về thực tại thì Eris bảo mọi người ra ngoài để cô ở lại một mình. Dù biết cô ấy sẽ làm gì, nhưng Rudy chỉ còn cách làm theo mệnh lệnh mà thôi. Sau đó cậu đến bảng thông báo rồi biết được thông tin rằng Siphi vẫn còn đang mất tích. Riêng cha mẹ của cô thì đã bắt vé trên chuyến xe đi về miền cực lạc. Tối hôm ấy, Rudy nằm trong lều và bất ngờ được Eris gạ lập gia đình. Nói thẳng ra là ABCXYZ đấy anh em. Ban đầu thì Rudy dốc sức từ chối, nhưng rồi Eris vẫn không chịu bỏ cuộc nên cậu đành phải chấp nhận làm theo. Trong màn đêm tĩnh mịch, lâu lâu thì có vài tiếng động lạ như a ơ ớ bờ cờ đờ giờ. Sau đó thì Rudy chính thức đổi tên bộ truyện từ thất nghiệp chuyển sinh thành 53 tuổi, tôi mất Jin trước đứa học trò tóc đỏ. Tưởng chung cuộc đời nở hoa thì đến sáng hôm sau, Rudy mới nhận ra sự thật rằng Eris đã không còn ở đây nữa. Xung quanh cậu chỉ còn những lọn tóc đỏ rực và lá thư tay viết vội của người con gái mà mình yêu quý. Với hàng chữ, hiện giờ ta và Rudy không hợp nhau, ta đang trên hành trình. Đọc đến đây, Rudy nghĩ rằng mình bị vứt bỏ và cái gia đình mà Eris nói hồi tối qua cũng chỉ là lời nói đầu môi mà thôi. Cậu đã rất buồn, một nỗi buồn tương đương với những thống khổ đã trải qua ở kiếp trước. Nhưng Rudy nào hay biết rằng tất cả chỉ là hiểu lầm vì vô dĩ Eris đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Thứ tình cảm ấy bắt nguồn vào lần sinh nhật 10 tuổi của Rudy và qua thời gian thì càng ngày càng trở nên sâu đậm. Kể từ ngày sự cố dịch chuyển xảy ra, Rudy luôn là người giải quyết mọi thứ. Từ một kẻ suốt ngày tìm cách sờ mó người khác, cậu đã không còn đụng chạm gì đến Eris nữa. Dù không nói ra, Eris biết rằng cậu ta làm vậy vì muốn cô được bình tâm. Chỉ những hành động đó của cậu đã khiến Eris nghĩ rằng mình phải làm gì đó để không cản đường Rudy nữa. Thứ cô giỏi nhất chính là chiến đấu, vậy nên Eris đã cố gắng luyện tập mỗi ngày với cường độ cực kỳ khắc nghiệt. Sau khoảng thời gian vất vả, cô nhận được thành quả lớn nhất là đánh trúng Rujic được một đòn. Lúc này, Eris nghĩ rằng mình đã có đủ sức để bảo vệ Rudius, nhưng cuối cùng thì vẫn bị cậu ta áp đảo nhờ vào ma nhãn. Khi đó, Eris đã khóc vì dù có cố gắng đến đâu thì cô vẫn chỉ là một kẻ vô dụng, một gánh nặng buộc Rudius phải gánh vác trên vai. Tuy nhiên, Eris vẫn không bỏ cuộc, bất chấp việc người cô yêu lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ và càng ngày càng xa cách về mặt tài năng. Sau rất nhiều biến cố, cuối cùng thì Eris cũng về đến nhà. Dẫu vậy thì ông trời lại một lần nữa phụ lòng cô bé tội nghiệp khi
thì gia đình của cô bây giờ không còn nữa. Sau tất cả vẫn chỉ có một mình Rudy là ở bên cạnh Eris, nhưng cậu ta đã hoàn thành lời hứa đưa cô về nhà và sắp phải bước vào chuyến hành trình khác để tìm kiếm mẹ mình. Vì sợ phải rời xa Rudeus nên tối hôm đó Eris đã dùng cơ thể để níu kéo cậu ở lại bên mình, nhưng cũng chính điều đó đã giúp cô nhận ra sai lầm lớn nhất. Đúng vậy, Eris đã thần thánh hóa Rudeus, nhưng cô lại quên một điều rằng người mình yêu cũng chỉ là một cậu bé 13 tuổi. Eris chỉ luôn nhìn vào sự vĩ đại của Rudy mà vô tình bỏ qua việc cậu ấy nhỏ bé đến mức nào. Đến cuối cùng, cô đã sử dụng nỗi sợ mất gia đình làm cái cớ để giữ cậu ta ở lại bên cạnh. Ừ thì Rudeus là người mà Eris yêu nhất, cũng là người mà cô muốn cưới làm chồng nhất, nhưng cô bây giờ chỉ có thể kéo cậu ta xuống mà thôi. Thứ Eris cần làm bây giờ là cố gắng luyện tập để sau này có thể xứng đáng khi sánh bước cùng Rudeus, và quan trọng hơn là bảo vệ cậu ấy. Đêm hôm đó, Eris đã cắt tóc, từ bỏ cái tên Boreas, rồi cùng với Glissand bí mật tới vùng thánh kiếm để rèn luyện kiếm thuật. Vì sợ Rudy đi theo nên Eris đã không nói trực tiếp ý định của mình. Thay vào đó, cô để lại một lá thư, thứ cô xem là hợp lý nhất, dẫn đến việc cậu ấy đã hiểu nhầm rồi rơi vào trạng thái trầm cảm cực độ. Hơn một tuần kể từ thời điểm mất Jin, Rudy vẫn hành động như một thằng thảm hại, thậm chí nó còn thảm hại đến mức cậu nhớ lại quá khứ của mình ở kiếp trước. Hóa ra lúc còn học cấp 3 thì trong một lần nhắc nhở tụi côn đồ ở trường về việc bọn chúng chen hàng, Rudy đã bị bọn chúng hành hạ rồi cởi hết đồ và trói giữa cổng trường. Vết thương tâm lý đó đã ám ảnh cậu trong suốt cuộc đời ở kiếp trước. Gia đình của Rudy cũng biết rõ điều này nên cha mẹ cậu lúc nào cũng động viên và đem đồ ăn đến trước cửa phòng mỗi ngày. Tuy nhiên, Rudy đã không vượt qua nỗi sợ của chính bản thân mình. Trở về với thực tại thì trong lúc Rudy chán đời, những người thân của cậu vẫn đang tiếp tục cố gắng. Rujek đã cứu được 3 người thuộc nhân tộc và được cảm ơn dù bọn họ biết anh ta thuộc tộc Supas. Giz đơn thương độc mã băng qua sa mạc nhằm đến lục địa Begarit. Chebona bị đưa đến học viện sau lần quẩy băng nóc tại cung điện. Còn nhóm của Roshi thì đi nhậu solo với Chrysirina. Mặc dù là người giành chiến thắng, nhưng vì ma giới đại đế không có tiền trả nên cô đành trả tiền thay cho cô ta. Để trả ơn cứu mạng, Kisirika đã cho Roshi một điều ước như đã từng làm với Rudeus. Dù không tin tưởng gì mấy, nhưng Roshi cũng nói lên ước nguyện tìm đệ tử của mình và được Kisirika chấp nhận. Tại đây, ta thấy được cảnh Paul đoàn tụ với hai mẹ con Lilia tại thánh địa Milis, còn Non thì khá thất vọng vì không thấy Janice ở đâu. Tuy nhiên, thứ đáng quan tâm nhất là việc đến ngay cả Kisirika cũng không biết rõ tình hiện tại của mẹ Rudeus ra sao. Cô chỉ biết được mỗi chuyện Janice vẫn còn sống và hiện đang ở thành phố Mekong tại lục địa Begarit. Với thông tin đó, nhóm của Roshi đã tức tốc tiến thẳng đến Milis để tập hợp cùng với Paul nhằm giải cứu Janice. Ở chiều ngược lại thì sau khoảng thời gian dài sống như một kẻ thất bại, Rudy bỗng nhớ về quá khứ khi còn sống tại nhà Paul. Cũng giống như ở kiếp trước, cậu cũng có một tuổi thơ hạnh phúc nhưng nhanh chóng vụt tắt khi lớn lên. Nhưng lần này thì khác, Rudy đã được trao cơ hội sống lần thứ hai và cậu vẫn còn có thể đoàn tụ với gia đình của mình. Hiểu được điều mình cần phải làm, Rudy bước về phía trước, thứ mà cậu đã không thể làm trong quá khứ. Mục tiêu duy nhất bây giờ của cậu là tìm kiếm Janice, bất chấp chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa. Cuối phim thì xuất hiện phân cảnh về một nhóm người bàn về lời đồn của Rudy. Điều đặc biệt nhất là một cô gái tóc trắng thuộc tộc Elf nói rằng cậu ta là người mà cô tôn trọng nhất. Và đó là kết thúc season 1 của bộ anime Thất Nghiệp Chuyển Sinh. Nếu thấy hay, anh em hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bọn tớ làm những video hay hơn trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.